cô bạn gái nó phải nghĩ ủa người bạn trai mình như vậy hả, thì sẽ phải cảm ơn là sự việc đã xảy lịch ra sự, đúng là lịch sự đúng không. Nhưng mà họ có mất tự tin, họ mới gan con si, thì trở lại cái mất tự tin cái câu chuyện này có thiệt nha. Tại cô bạn mình kể có nói tự hai bạn rất là thân. Mà cổ lại là người giới thiệu cái người đó cho cô bạn. Đó, thấy chưa? Cái này kể cho Quỳnh Xí mới đây. Thì tình bạn hai người đó mất từ đó đó Trang. Cậu Quỳnh Xí nó sao kỳ vậy? Muốn trở lại cái câu của hồi nãy Chelsea nói á, tại sao mà họ khen thật hay khen giả? Mình biết được chứ Chelsea, mình nhìn cái nét mặt người ta khen mình thiệt hay không biết liền, chị biết. Hay biết em biết không nhưng chị biết. Chị hay biết từ đó nhân tỷ không liền. Cao thủ họ giấu hết. Giấu hết. Thì well, mình cũng không có màng to know. Không, mình thực sự biết được. Phụ nữ mình rất là thông minh. Biết được, mình sáng được. Họ biết được. Thì bây giờ mình sẵn luôn. Họ khen nhưng mà cái ánh mắt họ nhìn mình như thế nào. Yes. Cái kiểu họ nói giống như là khen nhưng mà chị trời Chelsea em dễ thương quá. Còn có nhiều người họ nói trời ơi dễ thương quá, tôi ghét cái ai đẹp hơn tôi đó. Câu khen đó nhưng mà nó làm mình biết được. Tại sao khen mà nói như vậy. Cho nên mình biết được có nhiều người họ khen mình thiệt hay giả. Cô Duy không dám nhận lời, rất là sợ. Nhưng mà họ cái đó là họ muốn nói cho mình biết. Nhiều khi họ có nhiều người họ ghen nhưng mà họ không nói, nhưng mà nhiều người họ nói bằng cái lời đó để mà rồi có nhiều người kỳ lắm tới hỏi mình đang bình thường tự thôi are you okay, có bị buồn không, giống như họ đã kích cái tâm lý của mình. Thì là cái ganh tị nó đi tâm lý thêm nữa. Cho nên em đi làm em bình thường mặt em cũng đơ vậy, tự nhiên đâu có chạy tới are you okay, có sao không, tôi thấy buồn quá vợ. Nó nói ủa chuyện gì đâu mà buồn. Nhưng mà họ làm gì để cho mình suy nghĩ lại là mình thực sự mình có bị gì không. Để cho cái energy, negative energy surround mình. Thì có rất là nhiều chuyện. Thì hồi nãy mà mình nói về cái chuyện mà chị nói người bạn trai khác của chị kia tới quan tâm mình. Thì bây giờ mình nói về cái trường hợp mà có nên ganh tị hay không. Nếu mà bây giờ trường hợp một người đàn ông, em biết cái chuyện này, có một người đàn ông đó họ phải lựa chọn giữa hai người, thì họ không biết họ thương ai nhiều hơn, nhưng mà họ sẽ chọn cái người mà họ quen nhiều, nhiều giống như là quen xa nhiều hơn, nhiều năm hơn người kia. Thì mình thấy cái người đó nên thấy là mình nên respect cái người đó, họ có tình nghĩa hay không, hay là những khi họ không chọn vì họ yêu người nào nhưng mà họ chọn về tình nghĩa, thì cái nó hơi khó là mình phải tôn trọng cái người đàn ông đó họ chọn cái nghĩa over cái tình không, hay là mình để Trang kinh nghiệm hơn Quỳnh Xí cái này. Nếu mà người đàn ông mà chọn cái nghĩa hơn cái tình thì mình người phụ nữ mình có tôn trọng người họ được hay không, hay là mình phải bắt họ chọn cái người nào họ thương nhiều hơn. Cái đó cũng thấy hơi khó. Tại vì không biết đang có kinh nghiệm cái đó không nữa. Thực sự cái câu hỏi của Chelsea là như thế nào? Thực sự cái câu hỏi á, the real question cái là câu hỏi đó gì? Là cái sự mà ghen tuông nó nằm trong đó là ganh tị với nhau nha. Có nhiều người họ, nếu mà người phụ nữ đó mình muốn mình ghen cái người đó, mình cứ ganh tị với người đó, nhưng mà mình bắt cái người đó chọn lựa, nhưng mà cái người đó chọn được cái tình, cái nghĩa over cái tình, thì mình có đáng mình một người phụ nữ là mình phải tôn trọng họ, hay là mình phải ghét bỏ họ vì họ chọn cái nghĩa hơn cái tình. Okay, mình là người tốt, mình để người ta lựa, muốn gì lựa, mình phải tự tin rồi. Lên không có phải gì buồn hết. Nếu mà cứ đi qua hậu, đi thi qua hậu, bây giờ mình fail là mình cũng happy, mình vui thôi, trong cái group thôi. Mình giờ có fail cũng là at least mình fail. Nhưng mà chị hiểu Chelsea nói gì. Hiểu không? Chứ tại vì nếu mà chọn cái nghĩa thì mình không thích, đúng không? Nhưng mà thực sự là bây giờ có nhiều người trong nói trong cái hoàn cảnh ghen tuông nha, là họ đã thương người khác nhưng mà họ ở lại với vợ họ vì cái nghĩa. Cái nghĩa. Thì bây giờ là một người mà mình thấy cái nằm trong cái ghen tuông như nó như quýnh ghen đó, đánh ghen đó, thì nó nằm ở trong cái trường hợp đó là chuyện nó xảy ra rồi nhưng mà người chồng sẽ về lại với người vợ. Nhưng mà cái người vợ đó có tha thứ được cho người chồng đó không? Hay là cái người vì chồng chọn cái nghĩa chứ không phải chọn cái sự mà tình cảm. Cái đó rất là khó. Mỗi cái một cái situation nó khác nhau. Mỗi cái situation cái người đó sẽ bị already bị ảnh hưởng, bị already bị tổn thương rồi. Tâm lý tại rồi. Vì người kia đã đi ra ngoài chọn một cái tình, rồi bây giờ về chọn cái nghĩa. Thông thường đàn ông chọn nghĩa. Chọn nghĩa đúng rồi. Nhưng mà nó còn cái sự ghen nó còn nằm mãi trong đầu. Khó lắm. Khó lắm, khó lắm. Easy forgive but difficult forget. Difficult to forget. Cho nên là cái từ bây giờ mình nói vòng vòng lại từ nãy giờ, có nghĩa là cái sự mà ghen đó nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều sự ganh. Đúng từ cái rồi. Ghen đó, nhưng mình nói về chồng mình bây giờ chuyện như mình đánh xảy ra rồi mà về lại với nhau nó sẽ không được như xưa. Thì bây giờ mình còn khoảng 5 phút nữa, thì trước khi mà mình có thể có chị Khinh Si hay chị Tứ Trang có thể chia sẻ giúp cho những quý vị nào mà trong trường hợp mà thêm một cái tips nào mà giữ lại hạnh phúc. Theo Quỳnh Si nghĩ, Quỳnh Si không có ghen, Quỳnh Si không có ghen, không có ganh tị, sống đơn giản, vui vẻ. Mình thấy cái gì mỗi ngày tới thì mình cư xử tốt đẹp thôi. Ai cần thì giúp, rồi ai có gì mình buồn mình chia sẻ với nhau.
Không phải nhiều bây giờ thấy người vui thì mình vui lây với nhau, còn thấy người buồn mình thấy tại sao mình đang vui mà người này buồn quá thì mình cũng phải thôi kệ, spend time với her để mình chia sẻ cái vui của mình cho her một tí. Đừng có để cho người ta xuống tinh thần, cũng tội nghiệp. Tại mình có lòng mình rất là cũng cảm động mấy chuyện đó. Chứ phải mình ích kỷ, là mình chỉ muốn enjoy thôi. Hiểu không? Enjoy rồi cái mình thấy bạn này buồn rồi cái mình bỏ người ta, cũng sẽ không có làm được. Cũng sẽ thấy mình đang cũng như về Việt Nam đi, mình đang sung sướng bên đây, khi về Việt Nam thấy mọi người có nhiều cái chỗ mà mình hay nào mình thấy buồn á, cái mình thấy mình không có vui được, cái lòng của mình nó hiện ra, không có enjoy được cái đó, cái mình lấy tiền mình đi giúp mình đi cho à, hiểu không? Là cái tánh của Si như vậy, cái còn Si không biết ghen với ganh tị là gì hết, ganh tị ghen nếu mà ai mà không thích mình nữa thì mình ok let it go, chứ không có tranh đấu để mà giành giật cái đó. Đó. Trang thì đang thấy mình cứ sống vui vẻ đi, đừng cứ ganh tị gì hết, cứ keep busy ha. Thì đừng có, nói chung là ganh tị thì cứ đem tới hại cho sức khỏe thôi, mình cứ tự tin. Ta nói chứ ra nghĩ nó, nói ví dụ hai người, một người kia đẹp hơn một người kia, nhưng mà chưa chắc cái người đẹp đó đã có những cái special mà người thua cái người đó có. Thì mỗi người đều có cái hay của mình, mình cứ tự tin lên những cái gì mình đang có và mình giống như là focus on cái đó để mình sống thì thấy nó vui vẻ hơn. Em mới này, cảm ơn hai chị. Em bị em cái thú nhận cấp khúc của em là em không muốn ganh tị nhưng mà rất là em ghen. Ghen hả? Nhưng mà mình... cái đó là cái chuyện mà trước khi em trưởng thành. Bây giờ em thấy là từ ngày hôm qua hôm nay em trưởng thành rất nhiều. Wow. Thì không có nghĩa là cảm ơn hai chị mà có nghĩa là ghen, tại vì không phải là mình sợ mất một người nào đó, không phải là mình không phải có tự tin bản thân mình mà mình sợ mất. Thì nhưng mà bây giờ em biết là mình không nên sợ gì nữa. Nếu mà cái gì của nhau của mình sẽ trở lại. Mình tốt, người ta không biết quý mình thì là cái mất mát của người ta. Đúng rồi. Quý vị nào mà như Chelsea thực sự nếu mà người ta không biết appreciate mình, không biết thương yêu mình á thì cái đó không phải là lỗi của mình mà của người ta. Nhiều khi cái gu của người ta, cái mà sự người ta thích thú á, không phải là người giống mình, người ta thích cái người khác. Cho nên mình phải hãnh diện, mình sẽ tìm một người mà thích mình từ vì mình là mình. Đúng chỉ rồi. Cho một cái quick ví dụ real quick là nhớ Princess Diana không? She đẹp như vậy đó mà Prince Charles cũng đi theo cái bà nào rất là không có đẹp, nhớ không? Đúng rồi. Cho nên đâu có phải là tại vì mình xấu hay là cái gì đâu là mình bị đâu. Đẹp vẫn bị như thường. Nhiều khi không có duyên mà không có nợ. Đó. Nhiều khi họ nợ người kia. Đó. Cho nên là thực sự ghen ganh tị thì không cần, mình không có cần. Tại sao mình phải ganh tị? Vì như mà chị nói, nhưng mà nếu mà người ta ganh tị với mình phải mừng vì mình có cái gì đó để cho người ta ganh, người ta muốn. Yes. Yeah. Wow. Chị lại sợ cái đó. Thì bây giờ mình chỉ còn 2 phút nữa trước khi chia tay chương trình thì em mời hai chị gửi lời đến quý vị khán giả. Trang cảm ơn quý vị đã theo dõi A Little Sài Gòn và Chelsea cảm ơn Chelsea rất nhiều đã mời Bến Trang đến trò chuyện với quý vị ở góc khuất. Chelsea cũng rất là vui khi ở đây bữa nay, rồi Chelsea cũng cảm ơn Chelsea mời Chelsea tới đây. Rất là vui, hy vọng tụi mình có một cái show next, ok? Dạ, cảm ơn chị. Thì bây giờ mình còn chút một phút thời gian để em nói luôn. Và lý do tại sao hồi nãy em hỏi về chữ ghê, tình với nghĩa. Thì nếu như mà nếu mà một người đàn ông nào đó họ chọn nghĩa thì em không trách họ, mà em còn quý họ hơn vì họ chọn cái tình nghĩa đó. Thực sự không có đàn ông nào mà chọn được cái nghĩa, họ sẽ đi theo tình. Đúng nhưng rồi. Mà cái tình nó đâu có bền bằng cái nghĩa. Cho nên cái nghĩa lúc nào nó cũng quý hơn cái tình hết. Cho nên nếu mà quý vị nào mà đang trong trường hợp mà ghen tương nhau trong đổ vỡ thì những người cô vợ hãy suy nghĩ lại, người chồng chọn tình có nghĩa là còn có cái gì đó để mà còn lưu luyến, còn giữ lại được. Còn nếu mà họ chọn cái tình đó thì nếu như khi họ chọn tình nghĩa, hai chồng có tình nghĩa thì đáng giữ nhau, đáng tha thứ cho nhau. Còn nếu mà đã hết duyên hết nợ rồi thì cũng không còn gì mà để nắm giữ nữa. Nhưng mà tin đi là mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn. Và bây giờ mình cứng còn thời gian chị ơi, em không ngờ luôn. Trước khi đó chị đây còn có lời gì nữa hay không chị? Không thì nói chung là đừng có ghen tương, đừng có ganh tị nhiều, cứ sống vui vẻ, happy cho mọi người thì là everything sẽ ok. Em thấy vậy. Nói dễ nhưng hơi khó làm hả? Đúng rồi, là người tốt khó lắm. Hơi khó làm. Nhưng thì mà... cố gắng, anyway thì cố gắng. Nếu mình cảm thấy không được yên bình thì đi chùa hay là đi nhà thờ thì thấy cái tâm mình nó sẽ better hơn. Đúng rồi. Cảm ơn hai chị. Và Chelsea cũng cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình Góc Khuất. Và hôm nay đề tài nó rất là gây cứng mà nói về ghen tương và ganh tị. Và hẹn gặp lại quý vị trong kỳ sau và chúng ta sẽ có thêm những đề tài mà lúc nào cũng nóng bỏng hết. Cảm ơn Chelsea. Cảm ơn Chelsea nha. Cảm ơn hai chị.